Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video chia sẻ về kế toán của tôi. Thì cái buổi hôm nay tôi muốn chia sẻ cái cách mà chúng ta nộp thuế, giá trị tăng, nộp thuế môn bài, nộp thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp trên cái trang thuế điện tử .gdt.gov.vn như thế nào, đúng không ạ? Rất nhiều bạn là dạ khi mà chúng ta đăng nhập vào rồi nhưng mà chúng ta không thấy cái chỗ nộp thuế. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao chúng ta không thấy được cái phần đó, đúng không ạ? Nhưng mà trước tiên thì tôi muốn nhắc các bạn gì ạ? Để nhận được những cái video mới nhất của tôi thì các bạn hãy đăng ký kênh của tôi là Kế Toán Xây Dựng, đúng không ạ? Các bạn có thể tìm theo từ khóa Kế Toán Xây Dựng, đăng ký kênh, và khi các bạn xem video thì có thể là comment những cái câu hỏi, những cái điều mà muốn hỏi tôi thì tôi sẽ làm video để hướng dẫn cho các bạn, đúng không ạ? Thứ hai nữa gì ạ? Nếu mà các bạn làm về kế toán thì các bạn có thể vào trang amatech.vn thì để chúng ta nhận những cái phần quà, những cái chia sẻ cụ thể chuyên sâu từng lĩnh vực, ví dụ như kế toán xây dựng, kế toán sản xuất, kế toán thương mại dịch vụ, đúng không ạ? Thì các bạn vào từng cái này để chúng ta nhận quà. Ok, không nói dài dòng nữa thì chúng ta vào luôn cái phần gì ạ? Hướng dẫn nộp thuế. Ok, thì đầu tiên là gì? Chúng ta phải chuẩn bị cái link, đó là thuế điện tử .gdt.gov.vn thì các bạn đăng nhập, được chưa? Thì chúng ta chọn là doanh nghiệp đây, và chúng ta ấn đăng nhập. Như các bạn biết thì hồi trước là chúng ta gì ạ? Hay đăng nhập ở cái gì ạ? Nộp tờ khai này, nộp thuế là chúng ta nộp riêng, nộp tờ khai hồi trước là chúng ta nộp ở cái nhận tờ khai, đúng không? Và nộp thuế chúng ta lại vào một cái trang là nộp thuế riêng, nhưng bây giờ nó tích hợp và nó cho luôn vào một trang đó là thuế điện tử, được chưa? Nhưng mà sao sẽ có sự nhầm lẫn ở đây? Nếu mà chúng ta đăng nhập mật khẩu và cái mã số thuế như là chúng ta đăng nhập ở nhận tờ khai ấy, thì chúng ta sẽ không có phần nộp thuế. Đấy, bây giờ tôi đăng nhập nhá. Đây, các bạn đăng nhập này. Đấy, lý do tại sao rất nhiều bạn khi mà chúng ta đăng nhập vào thì lại không thấy phần nộp thuế đâu. Đấy, mà chúng ta có cái phần nộp tờ khai, ok, nhưng mà không thấy cái phần nộp thuế ở đâu cả, đúng không ạ? Tại vì cái phần nộp thuế nó được tích hợp ở cái phần đó gì ạ? Ở đây này, ở một cái tài khoản khác nhưng mà nó đăng nhập của khác, bạn ấn xuất ra nhá. Ok. Đấy, các bạn ấn doanh nghiệp này. Được chưa ạ? Các bạn đăng nhập. Nhưng mà các bạn đọc ở phía dưới này này. Đấy, người ta có hướng dẫn rồi nhưng rất nhiều bạn gì ạ? Chúng ta lại không để ý. Và các bạn phải thêm cho tôi cái gì ạ? QR ở đây. Ok không ạ? Đấy. Và cái mật khẩu nộp thuế này và mật khẩu gì ạ? Nộp tờ khai có thể khác nhau, có thể giống nhau. Đấy, tùy vào các bạn hồi trước gì ạ? Hồi trước các bạn để mật khẩu nộp thuế là một kiểu, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ các bạn có thể đổi cho nó giống nhau được, hoặc là các bạn đặt hai cái mật khẩu riêng ra. Tại vì đối với cái tờ khai chúng ta sẽ cho một kế toán làm riêng, và đối với nộp thuế chúng ta lại cho một người nộp riêng. Đấy, tránh cái tình trạng gì ạ? Cái người ta không biết là nộp thuế, chúng ta lại vào người ta ấn tinh mà nộp mất tiền thuế. Dạ, nên là chúng ta có hai cái mật khẩu riêng. Như ở đây của tôi sẽ cho hai mật khẩu riêng để dễ quản lý. Ok không ạ? Tôi sẽ đăng nhập vào. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn có thể thấy. Tôi ấn new này. Rồi, đấy thì ở đây nó sẽ hiện ra phần nộp thuế. Ok không ạ? Đấy, nó hiện ra phần nộp thuế ở đây. Và các bạn tích vào nộp thuế. Ok, đấy, chọn ngân hàng. Tôi sẽ lập một cái mẫu riêng nhá. Và vừa qua thôi thì tôi đã nộp cái phần thuế giá trị gia tăng cho cái doanh nghiệp này rồi. Đấy, thì tôi sẽ đối với cái lập mà tờ khai nộp thuế này này thì nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Như hồi trước là gì ạ? Là kế toán chúng ta sẽ ra ngân hàng và bảo cái nhân viên ngân hàng người ta nộp thuế và người ta làm cái tờ khai này cho. Nhiệm vụ chúng ta là gì? Chỉ mang tiền đến nộp vào tài khoản thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ người ta hoàn toàn gì ạ? Bắt chúng ta nộp qua mạng hết và đẩy qua mạng hết. Đấy, giảm cái thủ tục mà cho cái doanh nghiệp đỡ phải gì ạ? Đi lại lại giữa ngân hàng. Ok không ạ? Đấy, thì những cái diện tích đỏ, dấu sao đỏ này là chúng ta sẽ phải hoàn thành hết nhá. Đây, tôi sẽ phóng to lên cho chúng ta cùng nhìn. Này, chọn mã này rồi. Ok, cơ quan thu nó sẽ tự động chọn, và phường xã thì các bạn có thể chọn chi tiết, đúng không ạ? Đấy, rồi đến cái ngân hàng thì các bạn nên chọn cái ngân hàng là cùng chi nhánh, cùng ngân hàng, cùng hệ thống với cái ngân hàng của chúng ta. Như ở đây trên này là ngân hàng công thương thì ở dưới này chúng ta sẽ chọn ngân hàng công thương, đúng không ạ? Đấy, loại tiền trên này chúng ta chọn Việt Nam đồng. Ok. Đấy. Rồi. Đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị tăng thì nó đều là thuế nội địa nha, thì các bạn chọn là thuế nội địa. Ok không ạ? Và ở đây nó có một số cái thay đổi như hồi trước là gì ạ? Cái kỳ này là chúng ta tự ghi vào. Nhưng bây giờ gì ạ? Cơ quan thuế người ta tích hợp, do thấy là gì ạ? Nhiều người viết sai quá, ví dụ như là gì ạ? Các bạn ấy nộp thuế của quý 2 nhưng mà gì?
bạn ấy không biết là rằng là mình ghi quý 2 đây hay quý 3, cho nên bây giờ người ta sẽ gì ạ, người ta có hướng dẫn ở đây luôn đấy. Nếu mà lục theo tháng thì anh có cái mẫu ở đây rồi, có cái khung của người ta sẵn rồi. Đây ví dụ tôi chọn là lục thuế quý này, thì chưa, hiện tại là quý 3 nhá, và cái tình hình bây giờ thì là hôm nay là 30 tháng 10 rồi, cũng sắp đến hạn cuối rồi, lốt hôm nay thôi là chúng ta lục cái tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn, rồi là thuế giá trị tăng, rồi là tiền thuế, thì tôi sẽ làm cái video hướng dẫn này, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn chọn là 2019. Đấy, và các bạn tiếp tục. Đấy, được chưa? Rồi, nội dung thì ở đây ví dụ như là chúng ta lột dạ thuế giá trị tăng thì các bạn chỉ cần chọn vào thuế giá trị tăng ở trên này thôi. Đây, được chưa? Và chúng ta tra cứu. Đấy, lột thuế trong nước, xuất khẩu hay cái gì đấy thì các bạn có thể chọn, đúng không ạ? Đấy, được không ạ? Rồi, nhiều bạn bảo gì ạ? Anh Sơn ơi, em không biết cái gì ạ? Thuế môn bài nó nằm ở đâu. À, thì trước khi mà chúng ta muốn biết thuế môn bài nó nằm ở đâu thì các bạn phải biết gì ạ? Thuế môn bài nó là thuộc cái loại gì ạ? Nó là một loại lệ phí, đúng không ạ? Các bạn phải nhớ cho tôi, thuế môn bài nó thuộc là một cái loại lệ phí thôi nhá. Lệ phí nộp cho nhà nước, cho nên nó sẽ thuộc ở cái mục lệ phí đây này. Đấy, được chưa? Chứ nó không ghi rõ ràng ở trong này là thuế môn bài như kiểu thuế giá trị tăng ở đây đâu. Đấy, đúng không ạ? Nên là rất nhiều bạn nhận tìm ở đây không thấy thuế môn bài nên không biết là lục thuế môn bài chọn cái tiểu mục nào, đúng không ạ? Thì tôi giới thiệu luôn, thì nó phải là gì ạ? Là một khoản lệ phí. Lệ phí thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, thì lệ phí này của gì ạ? Của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đấy, của doanh nghiệp mà, sản xuất kinh doanh, cho nên là chúng ta gì ạ? Nhìn thấy sản xuất kinh doanh, chúng ta chọn vào đây, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta gì ạ? Ấn tra cứu. Đấy, và các bạn tìm ở trong này chắc chắn nó sẽ có, đúng không ạ? Thì như các bạn thể thấy dưới này này, đấy. Đó là gì ạ? Bậc 1, bậc 2, bậc 3. Đó, đơn giản đúng không ạ? Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chúng ta hiểu được bản chất là chúng ta có thể tìm được ngay, đúng không ạ? Ok, thế thì cái nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là điền số tiền nguyên tệ, hay là nếu mà chúng ta chuyển bằng USD, đúng không ạ? Thì các bạn điền nguyên tệ vào đây, còn không thì sao? Thì chúng ta sẽ hoàn thành và chúng ta ký vào lột thôi, rất là đơn giản như thế. Thì tôi sẽ không lập nữa đâu nhá. Tôi sẽ tra cứu cái giấy lột tiền khi mà chúng ta làm xong. Ok, đây tôi sẽ tra cứu lại này. Đây, được chưa? Đấy, sau khi lập xong ấy, các bạn lột và ký thì nó sẽ có một cái thông báo như thế này. Đấy chưa? Lột thuế thành công, được chưa? Lột thuế thành công, và các bạn mở ra để chúng ta kiểm tra cái giấy lột tiền chúng ta đã chuẩn chưa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Đấy, lột tiền trong nước. Ok không ạ? Đó. À, như vậy là chúng ta đã biết cách mà chúng ta sửa lỗi, chúng ta biết cách là chúng ta lột thuế ở trang dạ thuế điện tử như thế nào rồi. Nhưng mà có nhiều bạn bảo gì ạ? Anh Sơn ơi, khi mà em khai và chúng ta lột cái tờ khai này này, lột tờ khai XML này này, thì em lại không chọn được chưa? Đấy, nó không chọn được tờ khai này. Đấy, nó không chọn được, nó không hiện ra cái chữ chọn này, thì em phải làm như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Như hôm trước tôi có hướng dẫn các bạn đó gì ạ? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài cái trình duyệt giả định chữ E trên Google Chrome. Đấy, thì cách làm như thế nào tôi sẽ nói lại một lần nữa để cho các bạn nào mà bạn chưa xem video đó, đúng không ạ? Thì các bạn mở lên này, các bạn vào cài đặt nhé. Cài đặt, được chưa? Đấy. Rồi, các bạn kéo xuống đây, các bạn mở cửa hàng trực tuyến Google Chrome và các bạn tìm gì ạ? AE tab. Đấy, nó sẽ ra được cái E tab này này. Đấy, các bạn ấn vào. Rồi, và ở đây nó có chữ cài đặt, thì bạn cài đặt. Cài đặt xong nó sẽ có một cái biểu tượng chữ E ở trên góc này, đúng không ạ? Đấy, cài đặt xong rồi. Ok, chúng ta quay trở lại và chúng ta đăng nhập cái thuế điện tử này như bình thường. Và các bạn sau khi bạn truy cập vào cái trang này rồi, các bạn ấn vào chữ E này. Đấy, nó sẽ giả định được cái trình duyệt chữ E ở đây. Và sau khi đó chúng ta vào và lột lại tờ khai, và chắc chắn chúng ta sẽ lột được, đúng không ạ? Đấy, nếu mà các bạn nào có vướng mắc gì thì hãy liên hệ cho tôi, được chưa? Hoặc là comment phải trực tiếp ở phía dưới video này, tôi sẽ trả lời, hoặc là tôi sẽ làm video chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Rồi, thì buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.